Chuyện tình báo. Mời các bạn tiếp tục theo dõi phần 4 tiểu thuyết vụ án hình sự Nữ thủy tặc. Nhà thờ Fatima Bình Thánh nằm ở khu vực đông dân của thành phố. Nó được xây cất vào thời các cha thừa sai ngoại quốc truyền giáo đến chăn chiên ở vùng đất Tân Tòng. Khác với những nhà thờ Tân Kỳ mọc lên nhan nhản thời Mỹ Diệm, nhà thờ Fatima Bình Tánh kiến trúc theo thiết kế cổ điển, vòm Gothic, tháp chuông cao vút nhọn hoắt. Thời gian rêu phong làm cho khu chính tòa trở nên cổ kính. Trong tháp chuông có treo quả chuông nặng 5 tấn, đường kính 1,2 mét do các cha tửa sai đúc từ bên Pháp chuyển qua. Ngày lễ thường cũng như lễ trọng, tiếng chuông ngân vang chế ngự một vùng trời của cái thành phố lúc nào cũng náo nhiệt, ồn ã đến đinh tai nhức óc. Hàng tuần, vào các buổi chiều thứ bảy, chủ nhật và những ngày lễ trọng, tín đồ từ khắp nơi trong thành phố ùn kéo về dự lễ. Họ thích đến đây vì nhiều lẽ, chiêm ngưỡng ngôi nhà thờ cổ kính, cha chính sứ và các cha phó giảng đạo hay. Đặc biệt, giáo sứ bổn đạo có hội Pat gồm những nhạc công cự phách. Trong số họ có hai người biết sáng tác nhạc phẩm và những ca đoàn viên có chất giọng mê ly, lôi cuốn lòng người. Trước cửa nhà thờ là bãi để xe đạp và xe máy với hàng nghìn chiếc đủ loại. Tháng 3, dân bổn đạo vào mùa chay. Đây là mùa thương khó, mùa Chúa Giêsu chịu nạn để rồi hiển vinh trở thành Đấng Christo, cứu chuộc Thiên Chúa. Tuần cuối tháng, giáo xứ tổ chức ngắm đàng thánh giá. Dù trong đời mới một lần tham dự như các em nhỏ, đến hàng chục lần như những người lớn tuổi, nhưng tất cả hễ vào mùa chay, mùa Chúa chịu nạn được chứng kiến, được ôn nguyện 14 đàng thánh giá, thì lòng trên trẻ cũng như già, ai cũng bồi hồi xúc động, tái tê thương xót, đau đớn nỗi khổ nạn của Chúa Trời. Xong, mùa Chúa chịu nạn năm nay có không ít trên Chúa đang ngắm nguyện theo đàng thánh giá thì bị chia lòng, chia chi. Họ lo lắng cho những chiếc xe máy của mình dựng ở ngoài bãi, liệu xong buổi lễ có còn không. Từ đầu tháng đến giờ, có hàng chục vụ cướp xe máy diễn ra ở trước cửa tòa thánh tôn nghiêm. Một băng cướp ở đâu xuất hiện, chúng ngang nhiên đi vào bãi xe, chọn những chiếc xe máy đời mới đẹp nhất, tốt nhất mà cướp. Ban đầu, còn có một vài người chi hô, nhưng họ đã bị bọn cướp bồi cho những cú đấm và mạng sườn, kẻ té sấp, người té ngửa đau đớn, quằn quại. Gương tẩy lớp ấy làm cho giáo dân về sau không dám chi hô khi bắt gặp băng cướp giật xe. Nhưng trên lành chỉ còn biết kêu Chúa, mong Chúa che chở cho mình và trừng phạt quân quỷ dữ. Chiều thứ bảy của mùa chay, hoàng hôn xuống chậm chậm, những chiếc đèn cao áp bật sáng, không gian ngả từ màu lam sang màu tím biếc, gió từ mệt biển thổi ảo ạt. Nhà hàng Bông Điệp nằm cạnh cổng nhà thờ Fatima Bình Tánh không xa. Ngồi trong nhà hàng có thể bao quát được toàn cảnh ở phía trước nhà thờ, nhất là bãi để xe. Chủ nhà hàng là một người đàn bà ngoài 40 tuổi, người mập ú, tóc phi dê uốn cao, để lộ cái cổ tròn và trắng ngần, ba ngấn như ba khoanh giỏ mỡ chồng xếp lên nhau. Vừa trông thấy bốn người đàn ông đi trên hai chiếc xe Honda dừng lại trước cửa, bà đã đon đả rênh rạc. Các chú đi đâu, giờ mới gặp lại? Hôm nay có sò huyết Nha Trang, hải sâm, cua biển, ếch tẩm bột, các chú vô nhà đi, Sài Chi cứ gọi nghe. Bốn người đàn ông mới xuất hiện là Hải Mặt Ngựa, Ba Búa, Hai Sang và Tam Nhánh. Ta dùng chị anh hai. Tam Nhánh lên tiếng hỏi Hải Mặt Ngựa, khoát tay. Hôm dài chúng ta bây thả đàn, đứa nào thích chi kêu nấy, bia lon xịn đế, tôm của ếch thì tùy. Tùy nhưng không được lai dai, sau 30 phút nữa sẽ bắt đầu công chuyện nghe. Hai Mặt Ngựa liếc đôi mắt hếch nhỏ nhìn chiếc đồng hồ thủy quân lục chiến. Bây giờ là 7 giờ. Đúng 7 giờ 30 sẽ a lê hấp, nghe không? Hình như ba gã đàn ông còn lại không ai để tai đến những lời nói của Hai Mặt Ngựa.
họ mải kêu đồ nhậu. Bà chủ tiệm bông điệp mặc bộ đồ xoa ngoại màu hồng, mắt kẻ xanh lét, mặt toa phấn như chát, lượn lờ đi lại, chốc chốc lại tả một câu bông lơn ậm ờ. Hai mặt ngựa dùng bia lon, hắn ngửa cổ tu ừng ực như kẻ chết khát. Xong hắn ném mạnh vỏ hộp xuống sàn nhà, làm chiếc lon nảy lên rồi lăn lông lốc vào chân tường. Khi hơi mè đã ngấm, hắn ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn bà chủ tiệm đã hết thời xuân trẻ. Ê em, qua đây với anh. Bà chủ tiệm liếc mắt đưa tình, nguýt hắn một cái dài. Chú em xỉn chưa đấy? Chú em ha, nghe được đấy. Còn xỉn hả? Cứ gọi là cả thùng. Bị bà chủ kích, hai mặt ngựa nổi máu dĩ diện, đấm mạnh tay xuống bàn lớn giọng. Còn xỉn đấy không? Đưa qua. Bà búa ngồi gần, khẽ huých tay vào mạng sườn hai mặt ngựa. Còn một phút nữa là 7 giờ 30 phút anh hai. Giờ giấc cái con mẹ gì, nhậu đi, 8 giờ. Lúc này hai mặt ngựa toàn thân đã đỏ lừ như tôm luộc. So với những tên trong bọn, hải cao to khỏe mạnh, tóc xoăn tít như lò xo, xếp hốt độn trên đầu, môi hắn dày và tâm xỉ. Về tiểu lượng, hải vượt xa những tên trong bọn. Hắn có cái lạ, càng uống càng tỉnh, càng khỏe. Thỉnh thoảng hai mặt ngựa lại đưa mắt nhìn vào bãi xe trước cửa nhà thờ Fatima. Ở đấy có những chiếc Honda 90 và 67. Dưới ánh đèn điện màu son của những chiếc xe ánh lên càng khiêu gợi sự thèm khát của tên cướp có nghề. Trong nhà thờ Fatima bình tánh, đèn nền sáng choang, tiếng cầu nguyện dâm gian rì rả. Tín đồ đã quay sang ngắm nguyện đàng thánh giá thứ 7. Âm thanh phát ra rền rĩ như những tiếng cầu hồn ảm đạm đau thương. Cộng đồng cũng cất lên những lời kinh nguyện giàu dĩ. Lạy Chúa tôi, chúng cũng da thịt như chúng tôi mà bị bọn ác quỷ dùng gươm giáo gậy gộc đánh đập. Còn chúng tôi, những tiền chúa, chỉ vì một nỗi vất vả nhỏ bé, đã vội chia lòng chia trí. Xin Chúa cứu vớt chúng con. Xin Chúa cứu vớt chúng con. Amen. Các tín đồ đồng loạt làm dấu thánh giá rồi khoanh tay trước ngực. Không ai bảo ai, họ cùng quỳ mọp cả xuống. Lời kinh nguyện lại dầu dĩ tê lương. Lạy Chúa, bằng phép mầu nhiệm của mình, Chúa có thể thoát khỏi tay bọn quỷ dữ, nhưng vẫn tự nguyện nộp mình cho quỷ, là vì người muốn cứu chuộc chúng con. Người là lưới người, người quên tính mạng của mình để kéo chúng con lên. Lạy Chúa, xin Chúa cứu giúp chúng con. Amen. Những giáo dân hiền lành không hề biết trong lúc họ đang giải bày hết lòng thương xót và sự sám hối trước nỗi đau tể xác của Chúa Trời, thì băng cướp đã rời nhà hàng bông điệp, tiến đến bãi để xe. Ba búa, tám nhánh, mỗi đứa đẩy một chiếc xe ra ngoài cổng, nhanh và lẹ như chính chúng là chủ hai chiếc xe vậy. Vừa nãy, bọn cướp đến bằng hai chiếc Honda, giờ chúng ra đi bằng 4 chiếc. Tuy biết chẳng có ai đuổi theo, nhưng hai mặt ngựa ba búa vẫn luồn lách cho xe chạy trên mặt đường. Giờ này thì đi dòng dòng vẫn đông đúc. 15 phút sau, tin băng cướp vừa vào bãi để xe, cướp xe Honda bay vào trong nhà thờ. Dù những người cầu nguyện kia vừa mới mở rộng lòng sám hối trước Chúa chịu khổ nạn, nhưng khi nghe tin ấy, không ít người tỏ ra lo lắng. Họ mau cho buổi lễ chóng tàn. Hai trên lành bị mất xe, mặt mày thiểu não, không qua cổng nhà thờ mà đi tìm linh mục chánh xứ. Có việc chi đó các con? Giọng một chiên dầu dĩ. Chỉnh cha, chúng con vừa bị mất hai chiếc Honda. Nhìn hai chiên xấu số, người linh mục già ái ngại. Cha chi buồn với các con, Chúa sẽ phù hộ cho các con và trừng trị kẻ gian. Chỉnh cha, chẳng nhẽ cứ để việc mất mát này xảy ra ở mãi nơi thánh đường hay sao? Chú con còn lòng dạ đâu mà xem lễ khi tâm trạng lúc nào cũng nơm nớp lo bị cướp. Vị linh mục thở dài, đôi mắt trũng xuống, hơi cúp. Lạy Chúa, biết tánh thế nào đây các con? Chỉnh cha, ta báo công an cho chính quyền để họ biết mà ngăn chặn. Với công an ư? Vị linh mục già khẽ lắc đầu.
Hai vai ông bỗng nhô cao, làm tấm lưng mảnh khảnh như gục gập xuống. Ông định nói thêm điều gì nhưng kịp kìm lại, khi trước mặt ông là những chiếc lạnh. Trong cuộc đời tu hành chăn chiên Chúa, ông từng chứng kiến nhiều sự biến của đời, của đạo. Song ông là người chỉ biết thờ phụng, ít quan tâm đến việc đời, đến chính trị. Thành thử ông ngại tiếp xúc với chính quyền, đặc biệt là với cánh công an. Biết khó có thể thuyết phục được người linh mục già, hai chiên cáo lui. Họ đi thẳng đến trụ sở công an phường gần đó để kể rõ sự tình với đồng chí trực ban. Sau vụ cướp xảy ra ở nhà chính chủ, cuộc sống của nhân dân ven sông Vạn Thuật trở lại bình yên. Những câu hỏi đặt ra đối với anh em trong tổ bắt cướp không chuyên của công an quận, bằng cước lam đen thấy lộ nên đã thay đổi địa bàn hoạt động rồi chăng? Sự bình yên trên chỉ là tạm thời, để rồi rất có thể sẽ bùng lên vào một dịp tới. Tổ bắt cướp có nên duy trì tiếp tục một thời gian dài nữa không? Hay ai lại trở về công việc của người đấy? Khi nào có cướp hoạt động mới huy động anh em trở lại? Những câu hỏi không dễ gì trả lời được ngay, nhưng có một thực tế là công việc của đội hình sự ngày một ùn tắc bề bộn. Án cũ, vụ việc cũ giải quyết chưa xong, hồ sơ án mới, vụ việc mới lại tới tấp chồng xếp lên. Trong ban chỉ huy công an quận có ý kiến bắn Út Lã trở về công việc đội trưởng hình sự. Thực ra Út Lã dù ở tổ bắt cướp nhưng mọi công việc của đội anh vẫn giải quyết theo chức năng của mình. Người ủng hộ anh là thiếu tá quận phó chính Vũ. Trong cuộc họp giao ban chỉ huy, anh nói: dù thời gian này tạm thời chưa thấy có băng cướp nào xuất hiện ở địa bàn quận ta, nhưng có ai dám chắc rằng từ nay trở đi chúng sẽ không xuất hiện nữa. Nếu chúng ta cứ đợi khi nào chúng xuất đầu lộ diện hành động mới tổ chức truy bắt, tôi e rằng sẽ lỡ thời cơ như chúng ta đã từng để lỡ. Vì vậy, theo tôi, chúng ta vẫn tiếp tục xây dựng cơ sở nắm tình hình, phát hiện bọn cướp khi chúng chưa kịp hành động. Trước mắt, tổ bắt cướp của quận ta cần được bổ sung thêm người. Từ ngày đồng chí Bảy Tiềm hy sinh, tổ chỉ còn lại 2 người. Theo tôi, Ba Việt có thể làm được công việc này. Tổ bắt cướp không phải đợi lâu. Hơn 1 tháng sau, họ nhận được tin có băng cướp mới xuất hiện ở nhà thờ Fatima Bình Tánh. Nữ thủy tặc Lan Đen đã chuyển lên cạn rồi chăng? Hay đây là một băng cướp mới? Một câu hỏi không dễ gì có thể giải đáp được ngay. Ba Việt, một chiến sĩ trẻ trong đội hình sự, được bổ sung ngay cho tổ bắt cướp. Cần phải triệt thoái băng cướp ngay càng sớm càng tốt. Út Lã hội ý tổ bắt cướp, nêu nhiệm vụ. Theo cơ sở cho biết, băng cướp có 4 tên, trong khi chúng ta chỉ có 3 người. Vậy chúng ta cần xin lãnh đạo quận bổ sung thêm người không? Hải Nhất lên tiếng: đây có phải một chọi một đâu anh Út, chúng ta lại có quần chúng ủng hộ kia mà. Có điều chúng ta phải nắm rõ thời điểm và ngày giờ của bọn cướp hành động, đó mới là khó khăn nhất. Hay là ta mai phục, ém đầu, đón lõng trước bọn cướp? Biết tụi nó vô khi nào mà ém anh hai? Ba Việt cự lại: thì cứ dài dài. Ông định nghỉ mát ở gần nhà thờ Fatima luôn ha? Suy tính hồi lâu, bây giờ Út Lã mới trình bày những suy nghĩ. Ý kiến của các đồng chí gợi mở ra nhiều vấn đề. Chúng ta không có người có sức mà ém dài, song cũng không vì thế mà làm khơi khơi. Theo tôi, cần phải xây dựng cơ sở quần chúng xung quanh nhà thờ để giúp chúng ta theo dõi việc bọn cướp xuất hiện. Chúng ta sẽ vào gặp trực tiếp cha chánh xứ của nhà thờ Fatima, nắm thêm tình hình mất cướp ở đây, thông báo để ông ta biết rằng chính quyền đã và đang có những biện pháp ngăn chặn. Ngay chiều tối nay, tổ bắt cướp sẽ lên đường tới khu nhà thờ Fatima, làm quen với địa hình địa vật, gặp linh mục chánh xứ, bước đầu tiên tiếp cận với cơ sở. Thời gian và ý nghĩa chính trị không cho phép chúng ta chần chừ dù chỉ 1 ngày. Băng cướp từ đường Hai Bà Trưng sẽ vào đường Nguyễn Đình Chiểu, rồi quẹo vào một ngôi nhà nằm gọn trong hẻm gần chợ Cây Diệp.
Đó là một căn nhà đúc gồm hai tầng và một tầng trệt. Tên chủ nhà là Trần Thất. Vào khoảng 8 giờ tối, Trần Thất đang cùng vợ con coi tivi ở trên lầu thì nghe có tiếng chuông gọi cửa. Từ ngày làm hàng rởm, nhất là khi chứa đồ ăn cướp của băng cướp, hắn xây lại cổng cho cao, trên cùng lại có hàng rào kẽm gai. Mặc dù vậy, Trần Thất vẫn luôn cảnh giác mỗi khi mở cổng, nhất là lúc đêm hôm khuya quắt. Vừa xuống dưới sâu, Trần Thất đã nghe thấy tiếng chửi tục tĩu. Đủ má thằng Thất, đang ôm vợ hay sao mà lâu ra vậy? Nhận ra đó là tiếng hài mặt ngựa, Trần Thất vội rút chốt rồi kéo mạnh cánh cửa giật vào lòng. Trước mặt hắn là băng cướp, bốn tên đứng bên bốn chiếc xe máy. Nhìn thấy họ, Thất nói như reo. Hôm nay lại trúng à? Đủ má, lẹ chân lên cho chúng tao vô. Đi kiếm đồ về nhậu chứ Thất. Dạ có ngay đây. Thấy Trần Thất vẫn đứng như chồng cột dưới cầu thang, hà mặt ngựa hiểu ngay liền nói. Tiền hả? Bay là chúa chắc lép. Này cầm lấy, lẹ chân lên. Nửa tiếng sau, Trần Thất trở về với đầy hai giỏ đồ nhậu. Bọn hải mặt ngựa xuống lại ăn uống, mặc dù chúng mới ăn nhậu ở nhà hàng Bông Điệp lúc chiều tối. Làn đèn đã túc tắc đi lại được. Hắn ăn uống còn kém nhưng vẫn ra ngồi vào mâm với bọn đệ tử. Xả láng đi bọn bay, cuộc đời dù đáng ăn xin thiên hạ kể cũng vui, phải không bọn bay? Hai sang thôi ăn. Hắn nằm ngửa bắt chân chữ ngũ ca cải lương với giọng ca ngày thường đã rè rè đùng đục. Khi hắn say nghe càng tiểu não. Ca nhỏ tôi cha nội, bộ mày muốn trèo biết hay sao? Khi đã no say, hai sang liền nghĩ đến thú vui mới. Chị hai ơi, em đi động chút đỉnh được không? Bộ muốn vào khảm sao mày? Hai sang vẫn năn nỉ. Em đi chút xíu rồi về ngay mà chị hai. Lan đen nhìn bộ mặt tiểu não của hai sang, xe sẽ lắc đầu. Cái thằng đi cướp thì như mãnh hổ, nhưng khi cơn tẻm khát nhục dục nổi lên lại như kẻ lên cơn nghiện chích xì ke, người mềm nhão mất hết sinh khí. Tới Lan đen im lặng, hai sang nài nỉ. Chút xíu thôi mà, chị hai ưng đi. Lan đen khẽ hất hàm, như chỉ đợi có thế. Con người vừa nãy như một cái xác không hồn, phút chốc trở thành con mãnh hổ, vùng dậy bước ra sân. Ra đến cổng còn nghe tiếng Lan đen dặn với theo. Nhớ mà về nghe. Đêm đã về khuya, con hẻm im ắng không một bóng người. Ánh đèn điện đổ dọc hắt theo mảnh ánh sáng vàng nhạt xuống mặt hẻm. Ra đại lộ, sang gặp một vài đôi nam nữ đèo nhau bằng xe máy, xe đạp xuôi ngược. Ê, xế lô. Ra lên tiếng gọi khi gặp một người đạp xích lô đi ngang qua. Cho đến hẻm cây dừa nghe. Xe xích lô lao như lướt trên mặt đường, gió thoáng đãng. Con lộ vừa nãy là hai dòng chảy với đủ các loại xe cộ xuôi ngược, giờ rộng thênh. Cái thanh bình yên vui làm hai sang buồn ngủ. Hắn giật mình khi người đạp xích lô đột ngột kéo phanh, làm chiếc xe giật lại rồi dừng. Thưa ông, đã đến hẻm cây dừa. Sang trả tiền cho người đạp xích lô rồi lững thững đi vào hẻm. Cuối hẻm kia là động của mụ Tú Báu. Từ sau ngày thành phố giải phóng, Tú Bản được chính quyền cách mạng gọi lên giáo dục nhiều lần, nhưng bà ta vẫn chứng nào tật nấy, lén lút mở động. Vừa trông thấy hai sang bước vào, Tú Bản đon đả mời chào rồi lên tiếng gọi vào bên trong. Giang Ly tiếp khách em. Từ phòng bên vọng ra một giọng thè thé. Dạ con ra ngay đây. Giang biết Tú Bản dành cho mình một cô điếm có hạn. Hắn từ từ bước vào động. Đó là một căn phòng ẩm mốc và đùng đục ánh đèn. Hắn vừa bước được mấy bước thì Giang Ly tiến lại ôm ghì lấy cổ. Mùi nước hoa rẻ tiền xộc vào mũi hắn. Hắn đê mê tật mật, nửa thực nửa ảo như ngọn đèn mờ nhạt kia. Hai sang về nhà Trần Thất lúc 1 giờ đêm. Hắn không ngờ người đạp xích lô vẫn nằm đợi hắn ở đầu con hẻm. Có lẽ vì thế mà hắn tung cho ông ta một sấp bạc mà không cần đếm.
Út Lã không về nhà ăn cơm chiều mà báo cơm tập thể. Trong lúc chờ cơm, anh qua bên đội giao thông chơi. Có lẽ mà suy nghĩ tới công việc sắp tới nên anh thua liền mấy ván cờ, bị vẽ sâu khắp mặt. Cũng may vừa lúc kẻ ăn cơm chiều khu vang, thế là anh được dịp chạy làm. Tối nay Út Lã đưa tổ đến nhà thờ Fatima để gặp linh mục chánh xứ, luôn thể họ quan sát địa hình, địa vật, chuẩn bị cho trận đánh sắp tới mà anh âm thầm hạ quyết tâm bằng mọi cách sẽ tóm gọn bằng cướp. Họ đạp xe thẳng đến cổng nhà thờ Fatima. Trong nhà thờ vẫn sáng đèn nến, tiếng cầu kinh của tín đồ vọng ra rì rầm. Thỉnh thoảng, cộng đồng tín hữu lại ồ lên từng chập. Cùng lúc, linh mục Phaolô Đinh Xuân Quế đã có mặt ở phòng đợi. Để cuộc nói chuyện với nhà chức trách được thoải mái, ông mặc thường phục, quần tuyếp si màu cà phê cháy, áo sơ mi sọc nâu, cộc tay, thêm một chút nước hoa Ý sức vào ve áo. Khoảng hơn 4 giờ chiều nay, ông tránh Trương Minh và nói với ông sẽ có đại diện của quận công an đến gặp cha chánh xứ về chuyện những vụ cướp thường xảy ra trước ở nhà thờ Fatima. Nhận được tin, linh mục chánh xứ từ chỗ ngạc nhiên đến chỗ thán phục. Thì ra, cơ quan điều tra vẫn quan tâm đến những việc mà ông đang lo lắng. Có lẽ vì vậy mà ông giục những người giúp việc chuẩn bị cuộc gặp gỡ chu đáo. Kẹo sô-cô-la, rượu nho, thuốc lá 555, cà phê, bánh ngọt và nho hộp. Khi gặp Út Lã và hai người trong đội hình sự đi cùng, linh mục Quế đứng dậy, tay chắp trước ngực, người hơi cúi xuống. Xin chào các quý ông. Dạ, xin chào linh mục. Cảm thấy linh mục Quế không được tự nhiên trong xưng hô và giao tiếp, Út Lã nói một cách chân thành. Xin linh mục gọi chúng tôi là anh cho thân mật. Thưa các quý ông. À, thưa các anh, tình trạng mất cướp ở nhà thờ chúng tôi thật khủng khiếp. Thưa, tôi có trong tay danh sách hơn 20 giáo dân bị mất cắp. Hơn 20? Trung sĩ Nhất nhắc lại với một sự kinh ngạc. Vì thế nên linh mục Quế tỏ ra ấp úng. Dạ, hơn 20. Chúng tôi cũng có ý định báo với chính quyền, nhưng sợ các ông bận nhiều. Đợi cho linh mục Quế nói xong, Út Lã mới tử tốn đặt vấn đề. Về bọn cướp hoạt động ở nhà thờ Fatima, chúng tôi có biết, nhưng con số hơn 20 người mất cướp thì quả tình không ngờ tới. Hôm nay chúng tôi được lãnh đạo quận cử đến để nghe linh mục thông báo cho biết tình hình cụ thể. Qua câu chuyện, chúng tôi đã biết rõ những vụ việc xảy ra. Bây giờ chỉ xin linh mục ủng hộ cơ quan điều tra trong việc dẹp băng cướp. Linh mục có thuận không? Dạ, nếu quả thực như vậy thì còn gì hơn. Tại sao chúng tôi lại không ủng hộ? Các anh làm công việc nhân đức ấy. Linh mục Quế đã nói chuyện một cách thoải mái hơn. Các anh tự nghĩ xem, hàng trăm con người đến nhà thờ miệng cầu kinh mà lòng nghĩ đến xe máy của mình ở ngoài bãi, thì sự kính ái liệu có còn không? Xin cảm ơn tấm lòng của linh mục. Chúng tôi sẽ tóm gọn bọn cướp vào một ngày gần nhất. Chúng tôi sẽ cố gắng bắt chúng ở ngoài cổng nhà thờ để khỏi gây phiền phức cho giáo dân. Xong, nếu chúng có chạy vào trong khu vực nhà thờ thì cũng xin phép trước linh mục cho chúng tôi đuổi bắt để hoàn thành công vụ. Dạ, cũng là việc chung. Xin linh mục giữ quyến chuyện này cho. Dạ. Linh mục Quế xoa hai tay vào nhau rồi cất giọng mời chào. Xin các anh dùng rượu, rượu nho nhà thờ dùng để làm lễ. Để tránh sự mặc cảm không cần thiết, Út Lã cầm chén rượu hạt mít nâng khỏi khay. Nào, xin mời linh mục, mời các đồng chí. Xin mời. Mong Chúa ban phước lành cho các ông hoàn thành công vụ. Tiếng chạm cốc lách cách. Cuộc gặp gỡ giữa những người cho là phần hồn và phần xác cho Thiên Chúa thật chân tình cởi mở. Vị linh mục chánh xứ đưa chân Út Lã và các đồng chí của anh một đoạn dài. Chia tay với linh mục chánh xứ nhà thờ Fatima, họ rẽ vào nhà bác Ba Thược, trưởng ban bảo vệ khu phố. Đã lâu không được gặp Út Lã, nay có dịp, bác Ba Thược trấn tĩnh, tính bác bộc trực cởi mở. Bọn bay đi đâu mà biệt tâm dậy? Chúng con có lỗi với bác. Hãy để qua một bên, chắc có việc mới cần đến lão già này chứ gì. Biết ngay mà, không có sai,
Bọn bay làm ăn thế, xong việc là tiêu luôn. Thế mà lúc nào cũng dựa vào dân, tin yêu gần gũi. Mắng cho bỏ tức thôi, chứ bác Ba Thược không để bụng lâu. Mà bác mắng cho cũng phải. Út Lã nghĩ, ở địa bàn phức tạp, bác Ba cung cấp cho bao nhiêu nguồn tin. Bác vốn là cơ sở cách mạng cũ, nuôi giấu cán bộ. Người nhớ đến bác, tết nhất tới thăm hỏi. Người mải mê với công việc nên quên, bác cũng chẳng phàn nàn. Bọn bay lại đến hỏi lão già này về băng cướp ở nhà thờ Fatima chứ gì. Nếu không phải tao xin đi ngược. Út Lã cười xuề. Dạ dạ, bác đúng là quân sư đại tài. Có mà quân sư quạt mo. Vừa đùa với bác Ba Thược, vừa đi lại phía tủ lấy cuốn tập nhầu nát lật dở từng trang. Khi thấy trang mình định tìm, bác Ba khẽ ở trong cổ họng. Đây rồi, đây. Bọn cướp gồm 4 tên, chúng đi 2 chiếc Honda 67. Đây là loại xe xoáy nòng, chạy rất dữ. Bác có thể cho bọn cháu biết thêm thời điểm hoạt động của bọn cướp được không? Được được. Mà uống nước đi, trẻ lạng bác Thái đấy, gửi phù biếu. Thời điểm à? Chúng đến rất đúng giờ lễ, bằng 2 chiếc Honda 67. Một tên đứng bên ngoài giữ xe máy, 3 tên vào trong bãi. Trong đó một tên canh chừng ở bãi để xe, cho 2 tên dắt 2 chiếc xe máy ra. Tất cả chỉ chưa đầy 5 phút. Út Lã ngồi chăm chú nghe bác Ba Thược cung cấp tình hình. Đột nhiên anh nhắc lại câu nói cuối cùng của bác Ba: tất cả chỉ không đầy 5 phút. Như vậy là Út Lã nghĩ, việc bắt cướp không thể chậm hơn thời gian đó. Tạm biệt bác Ba, họ đi lại phía nhà thờ Fatima như những người lữ hành. Kỳ thực ai cũng để mắt tới địa hình địa vật ở trước cửa nhà thờ. Vào một buổi chiều chủ nhật đã 5 giờ mà nắng vẫn gắt nồng. Như những chiều chủ nhật khác, tín đồ từ khắp các ngả của thành phố đổ về nhà thờ Fatima dự lễ. Tiếng chuông nhà thờ xứ đổ hồi báo cáo tiên chúa biết sắp đến giờ linh mục hành lễ. Tiếng chuông như thúc giục, như mời gọi tiên chúa hãy mau mau vào dự lễ. Những chiếc lành cuối cùng cũng đã vào trong nhà thờ. Bãi để xe trở nên vắng lặng lạ lùng. Hoàng hôn buông dần xuống, những dải nắng vàng nhạt còn sót lại quét thành vệt trên sân nhà xứ. Đột nhiên có 2 gã đàn ông đi Honda 67 đến chỗ dịch trước cửa nhà xứ. Tên cao to giữ xe mắt đảo qua đảo lại, tên người nhỏ thó nhảy vội xuống đất rồi tiến thẳng vào bãi để xe. Từ nơi ém, Út Lã nhận rõ tên to cao đó là Hai Mặt Ngựa, tên người nhỏ thó là Ba Búa. Còn 2 thằng nữa, chúng đi đâu? Đến sau hay đứng lõng ở một nơi nào đó để cản chữ truy đuổi của công an? Lộ rồi chăng? Ở nhà dự kiến biết bao tình huống, nhưng tình huống này lại không nghĩ ra. Những suy nghĩ loáng nhanh qua đầu Út Lã, nhưng thời gian cũng đủ để Ba Búa tiến vào bãi để xe. Chúng chỉ lấy trong 5 phút, không được chậm quá 5 phút. Út Lã nói nhỏ: em ngồi đây canh chừng, 2 tên cướp nữa có thể đến ngay. Nhìn về phía Nhất, Út Lã vẫy tay theo ám hiệu, rồi cả anh và Nhất cùng xông vào bãi để xe. Vừa chạy, Út Lã vừa rút khẩu K54 dắt ở bụng ra. Trong chốc lát, anh đã tiến đến sau lưng Ba Búa và quát lớn: Ba Búa đứng im, mày đã bị bắt. Ba Búa đẩy vội chiếc xe máy hắn đang dắt về phía sau, đâm vào ống chân Út Lã. Út Lã né qua một bên, không ngờ anh né đúng vào chiều chiếc xe máy đổ. Chiếc xe đè lên anh làm anh té sấp. Cùng lúc Việt đã xông đến chỗ Hải Mặt Ngựa, thấy Ba Búa bị phát hiện, Hải liền dồ xe lao đến ứng cứu. Vô hụt Hải Mặt Ngựa, Việt rút súng nhắm vào tay lái của hắn bóp cò. Anh bóp liền 3 lần, nhưng cả 3 lần đều vướng vào đạn lép. Lại một tình huống không ngờ tới. Thời gian đó đủ cho Ba Búa nhảy lên Honda 67 của Hai Mặt Ngựa. Chiếc xe rồ lên lao vút ra ngoại lộ. Việt chạy đến chỗ để xe, anh giật ga, nhưng chiếc xe vừa nãy gầy khẽ đã nổ giòn, giờ y ạch như cục sắt. Một tình huống nữa không có trong phương án. Mồ hôi chảy vã trên trán Việt, anh giáng sức đạp làm chiếc xe đổ nghiêng ngửa. Phải đến hơn chục lần đạp
chiếc xe mới phá lên những tiếng nhức óc. Anh Út lên xe mò. Việt kêu gấp: "Anh Út, bọn cướp từ dưới sông lên." Cùng lúc tiếng Ai Nhất hét lạc cả giọng ở đằng sau. Khi Út Lã và Việt vừa cúi rạp người xuống thì cũng là lúc hai phát đạn veo véo qua đầu các anh. Chiều nay trong bữa nhậu tại một nhà hàng ở đường Trương Tấn Biểu, Hai Mặt Ngựa nói với bọn đàn em: "Tao có cảm giác bữa này sẽ có bọn săn bắt cướp của công an thành phố đón lõng tụi ta. Vì vậy, theo tao, bữa nay để ba búa và đẩy xe. Tao đứng ở ngoài coi chừng, còn hai đứa chúng bay đứng ở phía sau. Nếu đụng bọn săn bắt cướp, cho hai đứa chúng bay bắn tả giàn. Không biết có phải do một sự ngẫu nhiên hay do tên cướp giả đời có linh tính mà sự việc diễn ra đúng như dự đoán." Nhằm vào Út Lã và Việt, Hai Sang nổ liền hai phát súng, nhưng hắn bắn chật. Chiếc xe máy đang đả lao vút lên phía trước, Hai Sang ngồi ngay sau quay lại nổ súng tiếp về phía Út Lã và Việt. Hai chiếc xe máy của tổ bắt cướp bắt đầu lao vọt theo bọn cướp. Út Lã ngồi sau tay lái của Việt, anh vung súng nhằm Hai Sang bóp cò. Đường đạn xé không trung bay đi. Trong nháy mắt, chiếc mũ vải của Hai Sang đội trên đầu rơi xuống đất. Chù chà, thế là trạch mất rồi. Út Lã định bắn phát thứ hai, nhưng lúc xe bọn cướp bỏ xa xe các anh, chúng cho xe lặng qua lặng lại trên mặt đường nhựa nhẵn bóng về phía ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh và tẩu thoát. Út Lã, Hai Nhất và Việt trở về đội mặt buồn thiu. Một đồng chí trong đội trông thấy thế nhanh miệng hỏi Út Lã: "Không gặp băng cướp hay sao Hành Út?" "Không, à có mà." Út Lã về phòng mình, nằm đổ người xuống chiếc giường cá nhân với một nỗi thất vọng ngập tràn trong người. Hai chàng lính trẻ thì lặng lặng, chẳng nói chẳng rằng. Hai Nhất thở dài, cậu ta nằm co chân dày lên giường, mắt chân chân nhìn trần nhà. Việt thì xeo người xuống ghế, gục mặt xuống bàn thiểu não như một người vừa lĩnh án kỷ luật. Lại một lần nữa, tổ bắt cướp thất bại. Trên đường tẩu thoát, Hai Mặt Ngựa ra lệnh cho bọn đàn em: "Hôm nay tạm thời không đến nhà Trần Tất. Hai Sang và ba búa lui về nhà cũ ở chợ ông Tạ. Tao và thằng Tám Nhánh qua nhà thằng Tất đón chị Hai đi thôi. Hẹn tụi bay 9 giờ tối ngày mốt sẽ có mặt ở nhà Trần Tất. Tất cả đều phải cẩn thận. Thằng Út Lã vồ hụt tụi mình, chắc nó sẽ truy đuổi giáo giết. Đừng thằng nào để nó nhốt vô khảo nghe không?" Hai Sang ba búa nhằm hướng chợ ông Tạ, quận Tân Bình phóng xe tới. Ngôi nhà ổ chuột mấy tháng nay không có người ở sặc lên mùi ẩm mốc. Đàn chuột thấy động chạy rào rào. Hai Sang vừa đẩy xe máy vào nhà, vừa kịt kịt mũi rồi hắt hơi mấy cái liền. "Kiếm cái gì về nhậu lai ra đi mày?" Ba búa bảo với Hai Sang. Ngần ngừ một lát, Sang bảo: "Qua tiệm Thanh Tâm ở góc chợ thôi. Nhà cửa hôi hám thế này, ngồi hết chịu nổi." Cho rằng tiệm Thanh Tâm là nơi an toàn nên hai tên cướp không để ý đến xung quanh. Chúng vừa ăn nhậu vừa bàn đến chuyện gái gú. "Hai Sang này, tối nay tao với mày đến động Tú Bạt nghe." "Thiệt chứ anh ba?" "Tao đâu có giỡn. Ở đó nghe có con điếm Giang Ly, cái con nhỏ làm tỉnh đến Mê Ly. À này, Giang Ly nghĩa là dòng sông Mê Ly, dòng sông ái tình cho ta lặn ngụp. Anh ba cũng văn vẻ thơ mộng ha." Khi hai tên cướp đang tán ba quậy thì có ba bóng người từ hai ngả tiến về tiệm ăn chúng ngồi nhậu. Họ tiến một cách lặng lẽ và thận trọng. Ba người đó không phải ai xa lạ mà là Út Lã, Việt và Hai Nhất. Bắt hụm bọn cướp, họ buồn bã. Út Lã định ra về thì có điện của Trinh Vũ, phó công an quận, mời tất cả đến chỗ anh. Út Lã nói nhỏ với Việt và Hai Nhất: "Thủ trưởng cho bọn mình lên để sửa gáy không sai, liệu mà ăn nói nghe không?" Khi đến phòng làm việc của Trinh Vũ, anh em mới hiểu ra. Trinh Vũ vừa được cơ sở báo tin bọn cướp chia làm hai ngả, một tốp hai đứa đi về chợ ông Tạ, chúng đang nhậu ở tiệm Thanh Tâm. Tốp thứ hai đi về đâu ta còn chưa biết rõ, vì vậy cần nhanh chóng bắt tốp thứ nhất, khai thác sẽ tìm ra tốp thứ hai. Một phương án được hình thành: bắt ngay hai tên cướp ở chợ ông Tạ. Út Lã nói với cấp trên của mình một cách ngắn gọn: "Xin thủ trưởng yên tâm,
lần này hai tên cướp sẽ hết đường chạy thoát. Theo địa chỉ, ba trinh sát cùng khép chặt vòng vây. Út Lã đi sát hai nhất và nói nhỏ: thằng xây lưng đầu trần kia chính là thằng ta bắn rớt nón vải bò le vít của nó. Khi vòng vây khép chặt, dường như chỉ còn làm động một việc là dí súng vào lưng hai tên cướp, bắt chúng giơ tay lên, thì hai tên cướp đột ngột đứng dậy. Chúng trả tiền cho chủ tiệm rồi đi ra ngoài. Do mất cảnh giác, chúng vẫn chẳng thèm để ý đến xung quanh. Từ tiệm ăn đi ra, chúng tiến lại cửa hàng bán dụng cụ kìm, búa, cơ lê. Tên đầu cầm một cái kìm cộng lực đưa lên xem rồi hỏi giá. Không bỏ lỡ cơ hội, Út Lã hai nhất cùng rút súng dí vào mạng sườn hai tên cướp, rồi hô nhanh gọn: giơ tay lên, anh đã bị bắt. Bà Việt vứt nhanh từ trong túi áo ra chiếc còng số 8 khóa tay hai tên cướp lại. Theo thói quen, cả hai tên cướp bấy giờ cũng kêu to: ôi bà con ơi, bọn cướp bắt chúng tôi, cứu! Nghe tiếng hô la của hai tên cướp, những người có mặt gần đó súng lại. Út Lã rút vội từ trong túi áo ra một chiếc thẻ công an đỏ chói, giơ cao lên và nói với mọi người: thưa bà con cô bác, chúng tôi là công an, chúng tôi được lệnh của cấp trên giao bắt hai tên này. Nếu thế thì các ông bắt nhầm rồi, chúng tôi là người lương thiện. Mời hai anh theo chúng tôi về đồn hình sự của quận, ở đó mọi việc sẽ được trả lời. Út Lã hướng về phía bà con cô bác: xin bà con cô bác lui ra cho chúng tôi làm nhiệm vụ. Một chiếc xe ô tô lao đến, bà trinh sát đẩy hai tên cướp lên xe. Cánh cửa xe được đóng sập lại, chiếc xe rổ máy lao vút về phía trụ sở công an quận. Phòng làm việc của đội điều tra xét hỏi công an quận gần với dãy nhà tạm giam. Căn phòng nhỏ trên lợp tôn dưới nắng lửa càng trở nên ngột ngạt. Về đến công an quận, hai tên cướp được dẫn ngay vào phòng hỏi cung. Đội điều tra xét hỏi hình sự sẽ làm việc với bọn chúng. Với họ, thời gian là vàng ngọc, chậm trễ tổ cướp thứ hai có thể sẽ toạt lưới. Tại phòng xét hỏi số 1, đồng chí đội trưởng ngồi ghế thẩm vấn. Anh cho biết họ tên. Thưa, em là Vũ Luân, anh em vẫn gọi là bà Búa phải không? Nói để anh biết, anh không thể nào gạt được cơ quan điều tra đâu. Anh không phải là Vũ Luân, tên cúng cơm của anh là Trần Văn Gòn. Tên thường gọi, tôi nói rồi đấy, bà Búa. Chính anh đã xăm hình ba chiếc búa ở ngực trái. Hãy cởi cúc áo ra xem, có đúng không? Dạ thưa ông. Với bản năng liều lĩnh, lì lợm, tên cướp không hề nào núng. Hắn vừa nói vừa nghĩ cách khai bậy. Ở đời có thể có sự trùng hợp nào đấy. Nghĩa là ngực trái của anh có xăm hình ba chiếc búa. Một người nào đó cũng xăm như anh phải không? Dạ dạ. Dưới vú trái của anh có một vết sẹo nhỏ. Nguyên do là trong buổi thề trung thành với băng cướp do Hải Mắt Ngựa cầm đầu, anh đã lấy dao trích máu nhỏ vào bát rượu thề. Hẳn lần này lại có sự trùng hợp nữa phải không? Tên cướp hơi cúi đầu. Cơ quan điều tra đã nắm được những chi tiết nhỏ nhất về con người hắn, nhưng luật giang hồ, hắn rùng mình. Cái luật mới khủng khiếp làm sao? Đứa nào bị công an bắt mà khai ra sẽ bị hành quyết một cách nhục nhã nhất. Hắn nhớ ra còn thời Mỹ Ngụy, thằng võ em của băng Nguyễn Bá không chịu được đòn của cảnh sát Ngụy đã khai ra hang của bọn chúng. Bọn cảnh sát Ngụy tổ chức vây chụp được cả băng. Sơ suất của cảnh sát Ngụy là nhốt chung cả băng vào một hầm giam. Ngày tối đầu tiên, võ em đã bị băng kết tội tử hình. Gần sáng, bọn chúng trốn trại, xách theo tủ cấp của võ em mang về ném ở vườn nhà hắn. Nghĩ lại chuyện cũ, người hắn sởn gai ốc. Từ đó, trước những câu hỏi của đồng chí đội trưởng, hắn chỉ ngồi im như tảng đá, lì lợm, chờ cháo. Phòng thẩm vấn số 2 do Trình Vũ trực tiếp thẩm vấn hai sang. Những năm qua tiếp xúc với các loại tội phạm, Trình Vũ thu được khá nhiều kinh nghiệm. Trong xét hỏi, anh tưởng lấy nhu thắng cương, dùng lý lẽ tình cảm tác động chuyển hóa đối tượng. Anh ít sử dụng lối hỏi thẳng, trấn áp trực diện mà thường đi từ từ, từng bước một. Kinh nghiệm cho thấy bọn tội phạm ngay cả khi chịu khai cũng thường khai dè dặt giấu tội. Trong xét hỏi, Trình Vũ thường khéo léo gợi hỏi, tìm chỗ vô lý trong lời khai của đối tượng
để đưa chúng về đúng logic của sự việc đã diễn ra. Những cuộc thẩm vấn của anh đối với bọn phạm tội thường nhẹ nhàng như những cuộc tiếp xúc. Anh Hai Sang. Trinh Vũ nhìn thẳng vào nét mặt thiểu não của Hai Sang đang ở trước mặt mình. Tôi biết anh có nghề cướp giật là chuyện bất đắc dĩ. Anh khác với bà Búa và càng khác so với Hai Mặt Ngựa. Bọn chúng trở thành những tên cướp thực thụ. Chúng sinh ra như để trở thành cướp. Còn anh vô băng cướp vì hoàn cảnh xô đẩy. Sau giải phóng, anh không chịu nhìn xa trông rộng. Chính quyền cách mạng thành phố đã và đang lo đời sống cho hàng triệu người. Nhiều người làm việc cho chế độ cũ, nhiều người vốn trước kia là điếm, là cướp giật, là trộm cắp, được chính quyền cách mạng giáo dục trở thành người tốt, có ích cho xã hội. Dạ vâng. Còn người rũ ra như tẩu héo, thỉnh thoảng lại nói nhí nhí. Tôi biết anh sợ luật giang hồ và bất kỳ băng cướp nào cũng có thể xử những người khai báo. Nhưng anh biết đấy, sớm muộn Hải Mặt Ngựa cũng sẽ bị bắt. Nếu anh chịu khai báo, tội anh sẽ nhẹ. Và tôi lấy danh dự mà nói với anh rằng tôi sẽ tìm cho anh một người lương thiện để anh không chỉ nuôi nổi mình mà còn nuôi được cả gia đình. Dạ dạ. Bây giờ thế này, tôi cho anh về phòng nghỉ. Nếu tới cần thiết, mai gặp tôi để khai báo. Như vậy có được không? Trình Vũ ấn tay vào nút điện báo. Một lát sau, một chiến sĩ bước vào. Và có thủ trưởng tôi có mặt. Đồng chí đưa anh này về bộ giam số 5. Rõ. Trình Vũ thu xếp hồ sơ, giấy tờ, cho vào cặp tài liệu. Dạ dạ, thưa ông. Hai Sang đứng dậy, tay khoanh trước ngực, miệng ấp úng. Con xin ông cây viết và tờ giấy. Con xin khai. Trình Vũ quay lại, nhìn thẳng vào mặt Hai Sang. Tùy anh, nếu anh thấy có thể nói được những điều có ích cho cơ quan điều tra. Dạ vâng. Về phòng con cũng không ngủ được. Dạ, ông cho con xin cây viết và tờ giấy. Hai San thức trọn đêm. Hắn hí hoáy viết như phơi bày cuộc đời tủi nhục, lo âu, sợ hãi của mình. 18 tuổi, hắn bị bắt vào quân dịch, bị ném vào Quảng Trị, một chiến trường khốc liệt đầy máu lửa và chết chóc. Khiết đảm trước sự đe dọa của tận chết, lúc nào cũng ngự trị trên đầu. Hắn trốn lính về Sài Gòn. Hắn lấy một cô gái giúp việc cho Sở Bông Gòn làm vợ với đồng lương ít ỏi. Để có tiền nuôi con và nuôi cả người chồng vô nghề nghiệp đang trốn lính, người vợ mà hắn hết lòng yêu mến ấy phải đi điếm. Tình cờ một đêm, hắn đạp xích lô thuê về gặp một tên lính Mỹ đang tự tình với vợ mình. Sẵn có vỏ chai xị đế trong xe, hắn đã vung cao giáng vào đầu tên lính Mỹ. Cảnh sát ngụy truy nã, hắn trốn nhà rồi nhập vô băng cướp Nguyễn Bá. Vợ hắn từ dạo đó cũng thôi đi điếm. Những trang đời cũ cứ lần lần hiện ra. Hai Sang mải viết đến mức chính hắn cũng không biết những giọt nước mắt tủi nhục đang lăn trên đôi gò má đầy những mụn trứng cá. Hắn khóc và không biết mình khóc. Đã lâu lắm rồi hắn có biết khóc là gì đâu. Trái tim hắn trơ lì đến hóa thạch. Đã lâu rồi hắn quen với máu, với súng nổ, với những cuộc chạy trốn như điên dại trên các con lộ xài thành. Chỉ đến hôm nay, người công an cách mạng hiền lành chân thực đã nhen dậy những đốm lửa còn lại ở trong hắn. Từ phòng thẩm vấn, Trình Vũ đi thẳng về phòng làm việc của mình. Bụng anh đói cồn cào. Giờ này các tiệm ăn ngoài phố đều đóng cửa. Trình Vũ lấy gói mì tôm bỏ vào bát tô rồi cho nước sôi. Lát sau anh đã có một bát mì chín lót dạ. Anh nằm ngay trên bàn làm việc, bật quạt trần rồi ngủ tiếp đi. Trình Vũ tỉnh dậy khi trời đã sáng rõ. Trên bàn nước của anh có đặt một tập giấy và cây bút. Anh cầm lên xem rồi lẩm nhẩm đọc. Bản tự khai: tên tôi là Trần Văn Sang, tên thường gọi Hai Sang. Hai Sang viết kín 5 tờ giấy. Đầu giờ làm việc, Trình Vũ yêu cầu ý ban chỉ huy công an quận. Anh đề nghị cho tổ bắt cướp của Út Lã cùng tham dự. Trình Vũ thông báo cho ban chỉ huy công an quận biết việc bắt băng cướp ở nhà thờ Fatima hôm qua và kết luận. Như vậy, công việc của chúng ta mới hoàn thành được một phần. Hai Sang khai báo tốt,
cần khuyến khích anh ta, đề nghị cho anh ta tấm giặt. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục làm việc với ba búa, bắt hắn mổ miệng. Công việc còn lại khá nặng. Thứ nhất, theo lời khai của Hai Sang, toàn bộ xe máy cướp được bọn chúng đều đưa về nhà Trần Thất để sơn lại màu, đục lại số khung rồi đem đi tiêu thụ. Thứ hai, tối ngày mai khoảng 9 giờ Hai Mặt Ngựa và Tám Nhánh theo hẹn sẽ về nhà Trần Thất ăn nhậu rồi tiếp tục đi cướp. Nhiệm vụ đặt ra cho chúng ta là đột nhập vào nhà Trần Thất, bắt hắn với những tang vật và chắc chắn hắn chưa tiêu thụ được. Sau đó chúng ta sẽ ém tại nhà Trần Thất. Khi bọn Hải Mặt Ngựa về thì tóm gọn ổ. Bước đầu tôi phác họa công việc như vậy, xin ý kiến của anh Hai Tân và các đồng chí. Trưởng công an quận Hai Tân từ nãy đến giờ ngồi chăm chú lắng nghe. Khi Trình Vũ nhắc đến mình, anh khẽ khẽ gật đầu. Cứ để cho anh em bàn bạc kỹ. Anh lớn giọng. Nào, từng đồng chí, anh quay về chỗ Út Lã và tổ của Út Lã. Đồng chí Út, người trực tiếp lãnh nhiệm vụ. Út Lã đứng dậy. Được thủ trưởng yêu cầu, tôi xin có mấy ý kiến ngắn gọn. Thứ nhất, ngay bây giờ chúng ta phải cho trinh sát đi thị sát nhà Trần Tất, nắm được đường đi lối lại, và đặc biệt là xem hắn có mặt ở nhà khi nào. Sau đó cho trinh sát ém tại nhà Trần Tất để đón bọn Hải Mặt Ngựa. Một ý kiến, có cần đột nhập nhà Trần Thất hay chúng ta dùng biện pháp kiểm tra hành chính rồi đọc lệnh bắt Trần Thất? Ý kiến khác, làm như anh Bảy nói vừa rồi, tôi xem ra không ổn. Trần Thất sẽ chạy trốn ngay và công việc sẽ rắc rối. Bây giờ trưởng công an quận Hai Tân mới cho ý kiến. Theo ý kiến riêng tôi, ta phải đột nhập vào nhà Trần Thất. Khi đã còng tay hắn rồi mới đọc lệnh bắt khẩn cấp. Muốn bắt hắn thật êm và trinh sát trước hiện trường, đồng chí Út sẽ lo việc này. Bắt xong Trần Tất, trinh sát sẽ ém tại nhà hắn để đón Hải Mặt Ngựa. Nên dùng máy bộ đàm để liên lạc trực tiếp với ban chỉ huy công an quận. Các đồng chí thấy thế nào? Ai có ý kiến gì nữa không? Nhất trí. Trần Tất vừa tiệm Kim Hoàn Long Việt về, tiêu thụ xong số vàng của bọn cướp, hắn đến tiệm Long Việt đánh cho vợ đôi bông tai mặt đá cẩm thạch, một chiếc nhẫn hai chỉ và một sợi dây chuyền một chỉ rưỡi. Từ ngày làm ăn với băng cướp, lúc nào hắn cũng có tiền tiêu xài sủng xiểu. Theo hắn, cuộc đời tiệt có nhiều điều khoái trá. Như hắn chẳng phải lao vào nơi hỏi tên mũi đạn, cứ việc ngồi ở nhà sơn lại xe, đục lại số sườn, chở hàng đi tiêu thụ, thế mà tiền lúc nào cũng đầy chặt túi. Từ tiệm Kim Hoàn Long Việt về, hắn rẽ vào chợ mua đầy một giỏ đồ nhậu. Còn sĩ đế ở nhà hắn lúc nào cũng có hàng vò. Theo hẹn, tối nay Lan Đen và băng cướp sẽ đến nhà hắn ăn nhậu. Trần Tất đưa tay bấm chuông một hồi dài. Vợ hắn trên lầu một loẹt xoẹt kéo dép xuống mở cổng. Người đàn bà này đã ngoài 40 tuổi nhưng vẫn hồng hào béo mập. Sao về trễ vậy? Trần Tất thả giỏ thức ăn xuống đất, ôm chặt lấy vợ, nâng bổng bà vợ nặng hơn 50 kg lên quay một vòng rồi để xuống, làm người ta hết cả hồn. Hôm nay có gì mà mình vui vậy? Trần Tất chẳng nói chẳng rằng, hắn thò tay vào túi áo trong lấy ra một bông tai, dây chuyền, nhẫn thả vào tay vợ. Vợ hắn nắm vội tay kêu lên thảng thốt. Trời, sao mà nhiều vậy? Chúng ta có quý nhân phò trợ, từ nay bà hàng của anh cứ việc ở nhà lo nấu nướng, rồi tiền bạc sẽ đổ về như nước chảy vào cái nhà này. Cái lão tẩy coi bói cho anh dạo nào quả không sai. Hôm nào gặp lại ông phải thưởng cho ít tiền. Anh chỉ khéo vẽ chuyện. Tất cả những gì diễn ra ở cổng Trần Tất đều không qua nổi mắt Hai Nhất và Ba Việt. Nhân lúc Trần Tất ở trên lầu, Hai Nhất và Ba Việt nhẹ nhàng đột nhập vào nhà trong. Họ chọn góc vườn nơi Trần Tất xếp củi để nấp. Trên gác thượng nhà một cơ sở, Út Lã vẫn nhận được đều đều những tín hiệu báo yên từ góc vườn nhà Trần Tất. Một lúc sau, anh gọi vào máy bộ đàm. Alo, sói đã vô hang. Sói đã vô hang. Tại phòng trực ban chỉ huy công an quận, thiếu tá quận phó Trình Vũ sau khi nhận được báo cáo của Út Lã liền hạ lệnh tung lưới.
Tức thì Út Lã lẹ làng xuống đất. Anh tiến về phía cổng nhà Trần Tất, bấm chuông. Cổng nhà Trần Tất có chiếc ô cửa nhỏ xíu. Khi khách bấm chuông, Trần Tất không mở cửa ngay mà mở ô nhỏ xem mặt rồi mới mở cổng. Ai? Theo thói quen, Trần Tất lên tiếng. Vọng từ bên ngoài tiếng Út Lã. Em Sáu tới đây mà. Em ở chợ ông Tạ đến nhờ anh hai chút việc. Việc chi? Cho em vô em mới thưa được chứ. Ở ngoài này không có tiện. Xin lỗi chú, có gì sáng mai tới tạ bàn. Út Lã cố kéo dài thời gian để hai Nhất và ba Việt tiến đến bắt Trần Tất. Cùng lúc đó, Út Lã nghe rõ tiếng ba Việt quát đanh gọn. Trần Tất, giơ tay lên. Trần Tất hơi co người lại định lấy đà, nhưng ngay lập tức bị hai Nhất cho một quả phát chặt vào cổ thật mạnh. Trần Tất hơi đảo người rồi đạp mạnh vào sườn hai Nhất. Hai Nhất né qua một bên làm hắn hụt đà té sấp. Ba Việt và hai Nhất chỉ việc tiến lại đưa tay Trần Tất vào cổng số 8. Ba Việt mở chốt cửa cho Út Lã vào. Cần phải tạm thời giữ ngay vợ con Trần Tất. Rõ. Ba Việt hai Nhất lên trên gác. Vợ Trần Thất và hai con của chị ta đang ở trên đó. Xin lỗi gia chủ và cô cậu về sự có mặt đường đột của chúng tôi. Chúng tôi là công an quận. Chúng tôi theo lịch trên đã bắt khẩn cấp ông Thất vì tội chứa chấp hàng của băng cướp. Bà và cậu vô tội, song chúng tôi có thi hành công vụ. Yêu cầu bà và cậu hãy ủng hộ công an. Chúng tôi yêu cầu bà, cô và cậu không được la hét. Tất cả ngồi im trong phòng này, không được ra ngoài. Ai có hành động gì làm trở ngại đến công vụ của công an, người đó sẽ chịu trách nhiệm hình sự. Hai con của Trần Tất mặt tái xanh, cùng nhào tới ôm lấy mẹ chúng. Còn mẹ chúng ôm đầu kêu trời, thảm thiết rồi im bặt. Chị ta dương đôi mắt trắng bạc, nửa sợ hãi, nửa căm tức nhìn ba Việt và hai Nhất. Ở dưới nhà, Út Lã đọc lệnh bắt khẩn cấp cho Trần Tất nghe. Giọng anh nhỏ nhưng rõ ràng đanh gọn. Tại phòng trực ban công an quận, Trình Vũ nhận được báo cáo. Alo, sói đã xa lưới. Trình Vũ ra lệnh. Tiếp tục bắt ngựa. Ngựa bất kham nên phải thận trọng. Các bạn vừa nghe xong phần 4 tiểu thuyết vụ án hình sự Nữ Thủy Tặc